Hello các cô gái, đã bao giờ các bạn tự hỏi mình nên có một diện mạo thế nào thật hoàn hảo cho tháng 3 rực rỡ này chưa? Hãy cùng Tracy thay đổi và biến hóa mình với một style trang điểm đặc biệt, đó chính là Make Up Goddess, kiểu phong cách nữ thần rất được ưa chuộng của những cô gái thích sự sang trọng, tiệc tùng nhưng lại đầy vẻ bí ẩn. Cùng bắt đầu nhé! Đầu tiên, như thường lệ, vẫn là một lớp kem base trước khi đánh nền nhé các bạn. Đây là xu hướng nổi bật nên các công đoạn đều sẽ phức tạp hơn một chút so với kiểu trang điểm tự nhiên. Nhưng đừng ngại điều gì cả, Tracy làm được thì chắc chắn các bạn cũng làm được ngay thôi. Sau khi thoa đều lớp lót thì Tracy chọn ngay em nền Lush Satin của Paige, một dòng mỹ phẩm hàng đầu của Ba Lan, để tạo cho mình một lớp nền hoàn hảo trên khuôn mặt. Tông Tracy chọn là số 31 sao cho tệp vào làn da của mình và xóa đi những vết không đều màu hoặc lỗ chân lông to ngay lập tức. Dùng chổi tản đều từ vùng trán, má rồi mũi, cằm. Chỗ nào vẫn thấy thiếu độ phủ thì các bạn bổ sung ngay nhé, vì mỗi khuôn mặt làn da lại có sự khác biệt. Đặc điểm của lông mày Goddess là lông mày hơi to và rõ nét, và Tracy đi theo thiên hướng tông màu nâu đồng nên lựa chọn em Kryolan Eyebrow Powder màu medium kết hợp cùng Salmon Outlook Eyebrow màu deep brown để tạo nên sự hòa quyện của đôi lông mày Goddess. Đầu tiên dùng màu nâu medium trong bảng màu Kryolan để tạo cho đầu lông mày màu nhạt hơn, và đuôi lông mày sẽ dùng kẻ Outlook Eyebrow của The Sam để lông mày sắc hơn như Tracy mong muốn. Các bạn tạo khuôn lông mày theo như Tracy đang hướng dẫn trước, rồi sau đó chải những phần còn thiếu. Mạnh tay một chút cho đôi lông mày được dài, hơi cong và sắc nét. Chỗ nào bị lạc nét chỉ cần dùng che khuyết điểm là vào khuôn lại xong rồi nhé. Tiếp theo là đánh base cho mắt nào. Tracy chọn em Kryolan Eyeshadow Primer, mục đích là để giữ cho màu mắt được lâu, các màu sau phối nó sẽ bám trên mắt tốt hơn. Lần này Tracy sử dụng bảng màu của NYX The Go-To Palette Bon Voyage để có thể phối vào với nhau tạo hiệu ứng nữ thần tỏa sáng. Đầu tiên là sẽ phủ toàn bộ bầu mắt bằng màu nâu trong bảng màu và dùng chổi tán đều vùng mắt. Sau đó dùng chổi tản đánh dưới bầu mắt bằng một màu nâu đậm hơn cũng trong bảng màu này. Đánh xéo đuôi hách lên rồi vòng hình chữ V ngang vào mắt. Tương tự cũng là dùng chổi đó nhưng sẽ là màu ghi xám rêu trong đó. Đánh thật đậm phía đuôi mắt khoảng 2/3 mắt đổ lên rồi dùng chổi cọ tán đều sao cho các màu hòa quyện vào với nhau. Để tạo độ sáng của mắt và đã là nữ thần thì thường sẽ nghĩ đến màu vàng phải không? Tracy sử dụng ngay em L'Oreal Superliner Dior Designer Pen Liner màu vàng đồng, đánh vào 1/3 đầu mắt còn lại. Tracy tiếp tục kết hợp màu hồng có ánh ở phía dưới 2/3 mắt đổ về trên của bảng màu Citrine and Sweet Choco Shadow and Cheek. Màu mắt còn lại sẽ sử dụng tông màu hồng mạnh hơn của Kryolan Basic Eye Shadow Toilette Excess kết hợp để tạo sự cân xứng với màu mắt ở bầu mắt trên.
Và ở phần đầu mắt thì đánh chữ V lên phía trên nữa để trung hòa sự khác biệt. Rồi, tiếp theo sử dụng màu có sẵn trong bảng màu. Đây là màu cho chích, nhưng Tracy thấy nó khá tiện nên dùng luôn để tạo điểm nhấn cho phần bầu mắt trên, khiến người nhìn sẽ cảm thấy trên và dưới có màu sắc khác nhau. Đặc điểm của Guardians này vẫn là sự biến tấu của kẻ mắt mèo nhưng dài, đậm và cong hơn. Chọn Color Stay Eyeliner màu đen nhé các bạn. Nếu bạn nào thích nhẹ nhàng hơn thì chọn màu nâu đen để giảm thiểu bớt độ sắc của mắt. Kẻ đuôi trước để hình thành điểm nhấn, rồi kẻ lên phía đầu. Sau đó, như thường lệ, sẽ là chọn loại mi mắt dày phù hợp với khuôn mắt của bạn. Và mascara Tracy chọn là Em Look Cat Henna màu Black của Hàn Quốc. Chữ cam tạo cảm giác vừa dễ thương lại vừa sang trọng, vừa có độ dày cho mi mà tạo một lớp đen bóng khiến cho đôi mắt sắc sảo hơn. Nhớ chuốt dày cả lông mi dưới của mình nữa nhé. Là phần khối má, bạn phải chọn đúng màu phối hợp cùng tông màu mà bạn mong muốn mới khiến cho khuôn mặt vừa đẹp lại vừa có cảm giác lạnh đan xen ấm áp nhé. Tracy chọn ngay Enshu Umura Glow on Creamy Powder Limited Edition màu Vintage Mauve, tông nâu đất. Nhìn ngoài thì hơi óng ánh nhưng khi đánh lên thì các hạt phấn quyện mịn vào với nhau tạo đôi hiệu ứng vô cùng bất ngờ. Đánh xéo từ giữa má lên mang tai nhé các cô gái, sau đó dùng chổi tản đều màu trên má. Tiếp theo sẽ là bước quan trọng cuối cùng. Tracy sử dụng màu son L'Oreal Ruff Margit số 932 Mont Blanc để tạo base nude môi màu hơi ánh hồng. Sau đó, trong khi đợi cho màu tiệp vào môi, Tracy sẽ highlight khuôn mặt luôn bằng MC3 Art Shimmering Glow Base số 2 màu gold để làm phần mắt, mũi và cằm. Rồi sau khi màu tiệp môi, Tracy tiếp tục sử dụng em Clarlan Lipstick LCP696 để tạo màu đồng cam cho môi. Trước đó do đã có ánh hồng dễ thương, khiến cho chúng ta không bị già đi sau trang điểm. Nhớ là phải đánh hết phần môi để khiến cho môi mình sao cho càng dày càng tốt, đánh từ ngoài vào trong nữa. Vậy là Tracy đã hoàn thành xong các bước make up để hóa thân thành một cô nàng nữ thần quyến rũ và thật là sắc sảo. Các bạn thấy hình ảnh này của Tracy thế nào? Các bạn hãy bấm subscribe kênh YouTube cũng như fanpage Miss B by Tracy chị để theo dõi những clip mới nhất của Tracy nhé. Và cuối cùng chúc các bạn một ngày phụ nữ mùng 8 tháng 3 vui vẻ và một tháng 3 rực rỡ bên bạn bè và người thân. Xin chào tạm biệt.